Hi anh em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thủy Z. Hạ địch nhận hai trang bị anh em ơi. Cái mình thích. Thích chơi cái này lắm nha. Hai con Vio với cả hai con Amelie thì thực ra mình hơi thích hai con Vio đấy. Vio đầu game nó bắn nó cũng ra đam đấy. Nên là mình sẽ uy tín mua thêm con Vio đi. Cần mình bán Amelie đi nhá. Force me and choke me till I pass out. Choi à, ngon phết nhỉ. Chất hai trang bị ảnh của Choi nữa. Con này có thể lên level 4 luôn, tùy anh em, nhưng mà mình thì không thích nên là mình nghĩ khả năng tướng mình này cũng tạm tạm được rồi, liều một phen đi. Mặc dù nhìn ai cũng khỏe, em ơi, nhìn ai trông cũng có khả năng đánh bại mình ha. Súng khỏe điên, trời ơi. Thằng nào cũng khỏe điên. Máy thế gặp cái bạn yếu nhất. Hai anh bằng hên anh em ơi. Pha này mà lên một con Rat 2, một con Amity 2 gì nữa thì uy tín đi. Force me and choke me till I pass out. I got a lie. La la lie. Có gì liều thêm quả nữa liệu có được không nhỉ? Bạn này trông có vẻ thắng được mình này, hay lắm, Warclaw mình phải xiên bạn này luôn. Sẽ đứng ở đây. Ôi xiên đôi càng tốt, không được, không xiên đôi được. Hên xui em ơi, trông cái này hên xui quá. Bạn này à, bạn này cũng khỏe. Form mình không xiên đôi rồi. Vio ulti một phát được không? Không ulti được một phát luôn. À ulti được một phát đẹp này. Đánh thường nốt con kia. Ok, con này tự chết. Xiên, ok. Rồi thua anh em ơi, vẫn thua. Thua một tí thôi ạ. Đánh thật. Nó đấy. Fuck it. Thọt một tí tiền đi. Tướng ngon quá anh em ơi, không lấy không được. Phát rôn nữa đi. Một con thú này về này. Giữ máu anh em nhé, không cần chuỗi đâu, thằng nào cũng mất chuỗi này. Còn giữ máu vậy. Thế chắc bán này đã thắng đi. Hai floor cứ xiên nhau này. Tìm bạn ba con level 2, tìm mình ba con level 2. Cân kèo phết. Nhưng mà mình ba Noma nó khỏe hơn em. Ngoài ra trận này có thể đánh thú được. Có Choi. Ok. Trông khá là khả quan tương lai. Floor cho nó xiên nhiều đam nhé. Ok, chấp nhận level 4 một chút vậy. Đây bốn chiếc đã thua đâu, nhưng mà cũng khá yếu, cũng có khỏe nhưng mà cũng không phải quá yếu. Cái gì đây? Cái gì đây? What the hell boy? Cái gì vậy? Gặp đôi bạn này này căng nhỉ? Không sao, bạn này gặp Noman này chắc bắn đau không ta? Tạm tạm không quá đau, may mà nó không xiên, nó không sấy đôi anh em. Ok, bị lên về biết đâu dạ không hoàng. There's a maze in my heart.
cách cánh nhá, không cần nhìn luôn anh em ơi. Hai tay có không? I don't know you. Shall I compare the two? Về ra 23 con, ok. Cái tăng mấy nhỉ? Tăng 2. Phương bắt đáy bên này. Oh, hình chú không có gì. Quá wow, đáng sợ. Ây da, cũng đau thế bạn ơi. Phát đấm đó. Đừng dừng xin đôi bạn ơi. Ôi đừng bạn ơi. Chơi vậy sao chơi bạn ơi. Ôi ơi bạn ơi. À, thằng này khỏe quá, floor 2 sắp sắp không mệnh. Căng nhỉ, anh em đánh căng thế. Anh không có những thời gian nghỉ ngơi luôn, không có thời gian thở luôn. Bạn phải những cấp bình oxy. Cấp cai. Vẫn thọt à, vẫn thọt một tí à. Luôn đi. Đỡ thọt một chút đi. Làm gì làm đi. Tầm này chắc không còn chuỗi gì nữa đâu anh em ơi. Cầm máu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu thôi. Anh em đánh trận đánh căng lắm. Hoàng này. Bán sử Pilen đi mất rồi. Ôi, bán sử hoàn Tulen này, không sao. Anh có bán thần nào không? Hai tay kia như mà khi trong tâm nhạc Frank Sinatra nhưng mà tôi không cần. Nó xem floor mình ngon. Mình ở đâu luôn đến đây vây quanh. Em như xa lắm thăm sâu bành đi đang đời. Như nó say nèo 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 nèo. Chế độ này chế độ gì nhỉ? Vài nhau lấy đồ à? Ok. Thế đánh thú không ok lắm nhỉ? Thế vài nhau lấy đồ thì thường đánh các ám sẽ tín hơn. Là đồ cái kia mình lấy để đánh thú rồi anh em ơi. Đồ kia không đánh được các ám. Cái khó. Nó bỏ. Muốn đánh lắm nhưng mà không đánh được. Cần bán la si đi nhá. Hoàng bán này đi. Si kiếm lại cũng hơi mệt. Pio cầm tạm bên này. Đây. Chuẩn bị con floor xuống kia xuống xin mấy con không quan trọng rồi anh em. Video mình ở đây gánh team đấy. Bài sản rồi. Floor xin đôi đi. Không tìm một phát được không? Ok, cũng được một phát.
Mang đốc hai đồ này, ba đồ này à. Ngon thế. Trời ơi, ngon dữ vậy. PC rồi này. Nhưng bây giờ thì chắc là Vera, Vera 1 này. Ma lốc 5, ma lốc 1. Chưa có teo anh em ơi này, chúng ta chưa cho thú được nhá. Chắc phải là 15. 71. Rủi ro đánh, đánh thêm rủi ro thêm một chút đấy. Động cai, xuống đây. Xin con này. Xin đôi, à, xin con đấy của mình. Vio mình lại đần rồi. Đèn thế nhở, gặp cái đúng quy len ở dưới đây. Xin một phát nữa. Đèn thế, gặp đúng cái con quy len xuống nó làm phiền mình. Đã không nên thua trận vừa rồi. Cái tướng người này cũng hay phết nhỉ. Trông thú vị. Chơi đối này tạm tạm không quá khó. Thấy su VOD một phát chết nắp. Đánh thường chết nắp. Đánh thường chết nó nắp luôn. Ok ok, một đi phát nữa. Tạm. 9 máu một vòng nữa anh em mới sống một vòng nữa. Ronatel, Ronamalok, các thứ. Cố lên anh em. Fighting. Vera 2, thêm con thú. Vera 2. Vera 2 cho thú vào rồi đấy. Thú vào đi. Bên trong video là buồn cười nhỉ, không có Noma. Sao? Rồi lẽ phải ném đồ cho video cơ anh em ơi. Nhưng không sao. Tạm tạm này cũng được. Xiên, ok. Con Vera ghê chưa kịp mua. Được bóng đấy đi chết mất anh em ơi. Bóng này đi còn uy tín. Lấy con tèo đi. Chưa tìm thấy tèo em ơi. Ok, thì nó con floor là tín rồi anh em ơi.
Rồi bây giờ thì chôn quà 10 điểm luôn. Chôn quà không biết là đỡ gỡ kiểu gì luôn. Chắc là Vera cũng gánh được nhỉ. Tin tưởng Vera tí. Gánh được em, thần mạng. Thánh đồ à? Ôi. Mình ba con vẫn lấy được ha. Hay lấy truy hồn hay đấu thủ nhỉ? Ra đấu thủ mà nó ra cái đồ xấu nữa thì... Ờ thôi tạm được. Tôi chọn tạm con nào. Đó, đó. Vội quá anh em ơi, ra tướng vội quá mình không kịp, nghĩ tướng mà đánh. Mày ấy tự nhiên ra con cát lại đang suy nghĩ xem đánh kiểu gì, suy nghĩ xem ra con teo đánh kiểu gì. Thế thì nó lên chín rồi nhỉ? Ý là mình còn gì mà nối tiếp không? Con QC này cho vào tạm thôi, thực ra bỏ QC đi cũng được, bán QC đi cũng được, thêm món thú nữa. Hai thú, Malok. Malok này thì đi bộ lên thôi, cầm chậm thôi, chịu chiêu thôi. Vera khá tanh, khá cứng. Nghĩ khá nhiều thương bên này, con floor này hơi điên nhỉ. Con floor này xin không chết đâu. Để cái này đi. Cho con cát gánh thôi anh em ơi. Mà lúc nó sẽ nhảy góc ở dưới để đánh thường, nó cản cản địch các thứ linh tinh thôi. Nói chung là làm những cái việc công việc nhẹ. Việc nhẹ lương cao. Quét nộ đẹp đấy. Nhảy một quả chết hết này. Chúng có con cát thì lại uy tín rồi. Con cát nhà thú lại uy tín rồi. Quy này. Có lẽ lẽ nếu có thánh đồ đấy con quy. Hay, thôi ra cũng mệnh được. Là... Quy đấy cũng là một cái uy tín đấy. Quy gì thì tí nữa mình bán thôi. Không có gì. Hai vòng nữa mình bán được. Mà nóc này phải lên 2 này. Bốc lên 2. Mình tiếp đi. Gì kìa, Vera 3 à? Ok. Khá nhiều Vera. Mày có phát này, ngon. Chỉ cần thế thôi. Vera mình có truy hồn nha. Nhảy. Chắc hôm sau lên được rồi anh em ơi. Buồn đi. Sống vội. Pha sau mình lên nhé. Sống vội một chút đi. Chút tháng 5 nhiều tiền. Mà lúc chắc cái chưa chưa đi bộ lên rồi. Tại mà lúc này chưa Malok 2. Nếu mà Malok mà ok nhá, mình có thể cho ném cho Malok này. Cho Malok đứng giữa luôn hoặc là đứng góc bên kia cũng ok. Đứng giữa cũng uy tín nhưng mà không gặp Yon. Bạn Yon đâu rồi? Ô bạn Yon, anh có bỏ cái Yon này. Yon, anh còn bỏ cái Yon anh em. Góc đồ này. Ui, thế trận này mà lấy cái thẻ thánh đồ kia phải ngon không? Malok 2 này. Mà lớp 2 thì lại khá là tín nên là con giữa đi. Cái đồ này không yên tâm cho Malok lắm nhỉ. Quét nộ bên này này. Thực ra góc góc bên này không có nhiều con cản Malok mình đâu. Cho Malok đứng góc bên này đi. Ơ, Sephira mình chưa mua à? Không sao, chắc
Mình quên nhỉ? Bạn đã pha quên 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 một chút à? Quên quên nhớ nhớ một chút à? Thêm một tướng nữa thì thêm tướng gì? Một con Lily, tạm thời một con Lily tại không có đồ với con gì này. Thương à? Thương ngon. Thương ngon đấy. Hay đấy cho hay thương ngon hơn. Thương ngon quá, không được. Chơi check nhà anh em ơi. Thương bắt góc bên kia bắt con teo ngon hơn nhá. Tí mình đổi góc xong. Thì phải cứt. Dí phát chết Lily mình luôn á. À chết con Vera mình luôn á. Giống nó khạc ở đây á. Né bạn này một chút nhé, giữ mình mới gặp này. Nhiều nhà quá cũng không counter được hết em. Ulti chết. Chết em. Đóng băng lần nữa. Xin Lily nhé. Có bài này. Thương thế. Má này đi lấy tiền này. Thêm một shop tướng này lấy PC với teo nhỉ. Teo còn 10 con thoải mái. Thêm một shop tướng mình suy nghĩ nhé. Quy không lấy quy nhau. Có nhiều nhá. Có nhiều thoải mái mà chơi nhá. Mình gặp bạn nào nhỉ? Thêm 2 mình chưa gặp đúng không? Dùng truy hồn thổi góc này. Thêm xuống đây bị mình cản ngon. Món cát xuống đây là ngon này. Bạn này không sợ lắm. Bạn này mình bế được con teo. Ok. Đi tí anh em. Bế được con teo. Mà lúc mình không nhảy được nhưng mà ít nhất bế được con teo cũng ngon. Mãi về sau nó cũng nhảy một phát. Một bạn đi rồi. Ok, càng ít nhà thì mình căn dễ luôn anh em ơi. Từ nhà căn nó hơi phức tạp. Thêm lấy một con về nhá. Bán thêm hơi tiếc nhưng mà cũng không có đồ cho thêm nhỉ. Nếu có thêm đồ mình cũng thêm cho Malok với là thêm cho ấy. Hơi tốn đồ anh em ơi. Thêm để sau. Kéo để sau nhé. Xấu lắm thì mình sẽ cho hai Malok vào đánh mẹ em. Malok. Give me some justice so I can settle. I'm gonna lie, lie, lie.
Hãy cho đổi cho con Lily thử nhỉ. Lily, món Lily cần nhiều đồ á. Được. Vào đi. Nhiều chi hồn đấy bạn này, hơi nhiều chi hồn nhá. Cát mình đồ xịn hơn mà bạn ơi. Thể hiện sự xịn của con cát đi nào. Đúng vậy. Cát mình xịn hơn bạn ấy mà. Thiếu hai con Malok và thiếu một con Vera. Ui sổ hồi, hủy diệt. Gớm nó, gớm mặt. Gớm cái mặt. Crap. Lily không? Sao Lily đồ 150 hơi nhiều anh em ơi, 150 nó một cái gì đó kinh dị lắm. À này không có Narcot đúng không? À có Narcot à, thì chui ở góc này tiếp. Ok vẫn góc như thế này thôi, Malok xuống dưới đáy này không ok lắm nhỉ, mình sẽ để Malok sang góc bên kia. Bế con này hoặc bế con cát đi. À thế là thôi xong rồi. Thôi ra. Ôi ơi, quên không đổi được chỗ. Vẫn mất mua của tướng này không đổi được chỗ anh em ơi. Mình phải đổi chỗ trước rồi mình mới mua, quên. Mất thắng được không? Malok nhảy một phát truy hồn đẹp. Red nộ được một phát cũng đẹp này, Malok nhảy được hai phát này. Nhưng mà hơi nhiều truy hồn dính vào người này. Nhảy được phát nữa đẹp này. Phát. Lỗi tí anh em ơi. Lỗi một chút. Có đấy mình định đổi Malok sang bên này rồi. Bạn này còn đổi thêm ra bên kia nữa anh em, chúng ta sẽ đổi lại một phát con cát xuống đáy bên kia nhá. Malok vẫn ở đáy bên này, con cát này. Đợi một chút, quả đấy không kịp đổi sát tướng, không có tiền đổi. May quá vừa đủ này. Không thay đổi gì. Bốc thêm. Choi cho Malok đi. Truy hồn cho con cát. Giây cuối đổi rồi anh em ơi. Hết cả. Ui con cát ăn chóa à? À thôi không chưa ăn chóa. Cát mình vẫn chết này. Nhảy ok. Chém thường nhảy, ui không kịp rồi. Giờ rồi, nhiều chi hồn quá. Mình nhiều chi hồn mà. Không, Malok quả đấy mình bình tĩnh đúng mà. Malok xuống đấy nhảy nhá. Vẫn nhảy được ở góc cuối nhá. Con cát thì cản được thêm nhá. Sai đâu ta. Còn gì có chạy sai đâu. Sai thua. Sai đúng. Vậy khi Malok 3 mới ăn được. Kệ thôi anh em ơi. Bên mình đây kết thúc rồi. Em thích clip thì like, subscribe và gặp lại anh trong các clip lần sau nhé. Okay, bye bye.